Bạch Thế Tôn thế nào là Đại Bồ Tát? Vì tu hành bát nhã ba la mật đa nên khi tu năm loại mắt thì an trụ tâm vô lậu mà tu năm loại mắt khi tu sáu phép thần thông thì an trụ tâm vô lậu mà tu sáu phép thần thông bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát vì tu hành bát nhã ba la mật đa nên khi tu mười lực phật thì an trụ tâm vô lậu mà tu mười lực phật khi tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp phật bất cộng thì an trụ tâm vô lậu mà tu bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt mười tám pháp Phật bất cộng bạch Thế tôn thế nào là Đại Bồ Tát vì tu hành bát nhã ba la mật đa nên khi tu đại từ thì an trụ tâm vô lậu mà tu đại từ khi tu đại bi đại hỷ đại xả thì an trụ tâm vô lậu mà tu đại bi đại hỷ đại xả bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát vì tu hành bát nhã ba la mật đa nên khi tu pháp không quên mất thì an trụ tâm vô lậu mà tu pháp không quên mất khi tu tánh luôn luôn xả thì an trụ tâm vô lậu mà tu tánh luôn luôn xả bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát vì tu hành bát nhã ba la mật đa nên khi tu trí nhất thiết thì an trụ tâm vô lậu mà tu trí nhất thiết khi tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng thì an trụ tâm vô lậu mà tu trí đạo tướng trí nhất thiết tướng bạch thế tôn thế nào là đại bồ tát vì tu hành bát nhã ba la mật đa nên khi dẫn phát 32 tướng đại sĩ thì an trụ tâm vô lậu mà dẫn phát 32 tướng đại sĩ khi dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc thì an trụ tâm vô lậu mà dẫn phát 80 vẻ đẹp phụ thuộc Phật dạy này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng mà tu bố thí ba la mật đa nghĩa là chẳng thấy ta có thể hành bố thí ta có thể xả việc này đối với việc này mà hành bố thí do việc này mà bố thí vì việc này mà bố thí thì hành bố thí như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng lìa ái lìa san mà hành bố thí ba la mật đa khi ấy chẳng thấy sở hành là việc bố thí lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà hành bố thí ba la mật đa này thiện hiện nếu đại bồ tát khi tu hành bát nhã ba la mật đa dùng tâm lìa tướng tu hành tịnh giới ba la mật đa nghĩa là chẳng thấy ta có thể trì giới ta có thể xả việc này đối với việc này mà trì giới do việc này mà trì giới vì việc này mà trì giới thì trì giới như thế là an trụ trong tâm vô lậu lìa tướng không nhiễm ô không chấp trước mà hành tịnh giới ba la mật đa khi ấy chẳng thấy sở hành là tịnh giới lại cũng chẳng thấy tâm vô lậu này cho đến chẳng thấy tất cả phật pháp như thế là đại bồ tát an trụ tâm vô lậu mà hành tịnh giới ba la mật đa